chào tất cả các bạn. Đây là vườn su hào và củ cải của nhà mình. Vườn su hào và củ cải của nhà mình này là mình sử dụng toàn là cái dòng phân hữu cơ từ ủ, từ rác của nhà mình. Mình thấy nó khá là tốt các bạn ạ, không kém gì phân chuồng cả. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách ủ phân tại nhà từ rác bếp, dùng để thay thế cho phân chuồng, để mình tiết kiệm chi phí khi trồng rau ở trên sân thượng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm nhé. Để làm phân hữu cơ từ ủ để thay thế cho phân chuồng thì chúng ta cần chuẩn bị một cái thùng xốp. Ở đây thùng xốp của mình là cỡ 50 lít đấy các bạn. Ở dưới đáy thùng á, ở dưới đáy thùng xốp thì mình có rải một lớp đất khô. Lớp đất khô để hụt nước các bạn, hụt nước làm cho cái phân của mình nó khô hơn. Nếu các bạn không lót đất ở dưới đáy thùng thì nước sẽ chảy ra. Cho nên mình lót một lớp đất để hụt nước. Và nguyên liệu chủ cần thiết để mà chuẩn bị đó là 5 kg bả đậu nành, hay còn gọi là bả đậu tương đấy các bạn. Mình xin ở những người họ bán sữa đậu nành nhé. Mình vô là được một tháo như thế này. Và trấu sống người ta bán ở nơi người ta bán trứng gà mà mình xin về đó, trấu sống. Rồi là đầu cá này mình cần dùng đến 3-4 kg thôi. Đối với cái thùng 50 lít này mình đừng dùng đầu cá quá nhiều mà nước nha các bạn. Nguyên liệu nữa đó là vỏ rau củ đó, và đây nữa thân dược của những cái loài cây ăn rau ăn trái đó là vỏ chuối này mình xin ở những cái người mà họ bán chuối chiên các bạn. Mình xin về mình ủ, vỏ chuối bổ sung kali rất là tốt đối với cái ăn trái rau màu rất là tốt đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cách làm nhé. Mình sẽ trộn trấu sống với là bả đậu. Nếu các bạn mà không có bả đậu này á, không có bả đậu khuôn này á, bả đậu phụng này á, bả đậu nành này á, thì các bạn phải dùng 200g men rượu giã nhỏ trộn với 2 kg cám để mà thay thế cho cái bả đậu nành này nhé các bạn. Mình sẽ bỏ trấu sống qua trộn với bả đậu nành. Mình trộn lên. Sau khi trộn xong thì mình sẽ rải ở dưới cái thùng xốp này á, và là một lớp vỏ rau củ. Vỏ rau củ các bạn muốn phân hoai mục nhánh á, mà đẹp thì các bạn nên cắt nhỏ ra. Sau đó mình rải một lớp bã đậu nành này và trộn trấu rải lên. Sau đó mình đổ một lớp đầu cá. Đầu cá thì các bạn nên bớt ít nước, xin về bớt nước. Rồi mình sẽ đổ vào đây một lớp vỏ chuối. Vỏ chuối nó rất là tốt cho một cái hoa màu đó các bạn. Có ăn trái, giúp đầu trái rất là tốt. Vỏ chuối này kali không kém gì là ruột chuối đâu các bạn. Sau đó mình sẽ rải thêm một lớp bả đậu nành và trấu. Bả đậu nành nó sinh nhiệt rất là mạnh, nó sẽ làm phân hủy nhanh hơn, nhanh cho cái rác mà bếp của mình. Mình sẽ đổ tiếp một lớp vỏ rau củ. Và mình cứ tiếp tục làm như vậy cho đến đầy thùng nhé. Rồi mình sẽ bỏ thêm ít đầu cá. Rồi mình sẽ bỏ thêm một lớp, đã lên một lớp bả đậu nành và trộn với trấu. Mình nhắc lại nhé, nếu các bạn không có bả đậu nành này thì các bạn dùng 200g men rượu giã nát rồi trộn với 2 kg cám gạo
để thay thế cho 5 kg bã đầu nanh nhé, bã đầu tương này nhé. Sau đó mình đổ thêm lớp vỏ rác nhà bếp lên. Nếu các bạn có một lần mà không được nhiều á, rác dồn một lần không được nhiều thì mỗi ngày các bạn bỏ một ít, mỗi ngày cứ mình cứ bỏ một ít cho đến lúc đầy thùng là được. Sau khi mình bỏ đầy thùng thì mình sẽ rải một lớp đậu nành và trộn với trấu ở trên mặt, phủ một lớp trên mặt. Ăn đầy như thế này nhưng mà một thời gian á, cỡ tuần là ăn xẹp xuống, và ăn nóng lên phân hủy lên xẹp xuống. Sau khi mình bỏ đầy thùng thì mình sẽ dùng bao ni lông ấy, hoặc là bao phấn, mình sẽ đầy kín lại. Sau đó mình sẽ đầy nắp lại. Sau 2 đến 3 ngày thì cái thùng ủ phân của mình nó đã xẹp xuống. Mình sẽ đổ một lớp đất khô mỏng ở phía trên để làm cho cái phân mình nó đẹp hơn, với lại là đỡ nghe mùi hơn nữa các bạn nhé. Xong lớp đất mỏng khô ở phía trên che cái phân này lại, rồi mình đầy lại và mình để như thế, rồi mình sẽ đầy kín lại như cũ nhé và để im nhé. Thùng phân hữu cơ của mình tự ủ đã được 25 ngày rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ khui thùng lên coi thử nó như thế nào. Nó lún, nó xẹp xuống con được chừng này thôi các bạn này. Cả cái rác cũng múc cũng đã hết. Đấy, múc phần đá là hết rồi. Như thế này là mình sẽ đem đi bón cho cây được rồi đó các bạn. Thì rất là ok, rất là tươi sụp. Giờ mình sẽ sới múc phân đi bón cho cây nhé. Giờ mình sẽ đi bón phân cho su hào nhà mình. Su hào nhà mình những quả nhỏ như thế này là bắt đầu mình bón thúc rồi nha các bạn. Mình bón cho su hào là mình bón ở giữa khoảng cách này này, đó giữa hai củ chứ không phải mình tấp ở dưới củ nhé. Mình bón ở giữa cái khoảng cách giữa hai củ, tấp ở dưới củ nó sợ nóng hư củ đấy. Rồi, chúc các bạn ủ phân thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Tạm biệt các bạn.